AFC Champions League, AFC Cup trực tiếp trọn vẹn trên FPT Play. Sáng 12 tháng 4, câu lạc bộ Yokohama S Marinos của Nhật Bản đã đặt chân tới Việt Nam để chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng bảng AFC Champions League 2022. Đến với giải đất hình chữ S, đoàn quân của huấn luyện viên Kevin Muscat mang theo lực lượng khá hùng hậu với 66 thành viên, trong đó có 30 cầu thủ. Chúng tôi đến Việt Nam với lực lượng mạnh nhất. Về bảng đấu này, tôi đánh giá cao các đối thủ, đặc biệt là Hoàng Anh Gia Lai. Họ sở hữu rất nhiều cầu thủ giỏi, tài năng. Đội bóng này sẽ rất đáng gờm khi được thi đấu trước khán giả nhà. Thế nhưng, mục tiêu của chúng tôi đặt ra là vượt qua mọi đối thủ và giành ngôi đầu bảng. Yokohama S Marinos hiện đang xếp thứ 2 tại G-League. Sau 10 vòng đấu, đội bóng của huấn luyện viên Kevin Muscat đã có được 5 chiến thắng, 3 trận hòa và 2 trận thua. Tại AFC Champions League, Yokohama S Marinos nằm chung bảng H cùng các đối thủ là Jumbo Hyundai Motors, Sydney FC và chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai. Sau khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, đội sẽ di chuyển về khách sạn Park Royal và chờ kết quả PCR trước khi có buổi tập đầu tiên. Trong ngày 12 và 13 tháng 4, 3 đội bóng còn lại sẽ lần lượt đặt chân tới thành phố Hồ Chí Minh. 4 đội bóng sẽ sinh hoạt trong bóng khép kín. Ở lượt trận đầu tiên, Yokohama S Marinos sẽ đối đầu với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 16 tháng 4 trên sân vận động Thống Nhất và được phát sóng trực tiếp trên FPT Play. AFC Champions League, AFC Cup trực tiếp trọn vẹn trên FPT Play.